Do trận thua trong trận lượt đi của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier trước Indonesia, nhiều cổ động viên tuyển Việt Nam đã không còn quan tâm tới vé trận lượt về diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Theo ghi nhận, vào chiều ngày 24 tháng 3, tại trụ sở VFF đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, không có quá đông cổ động viên tới mua vé để theo dõi trận đấu này. Vé trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 26 tháng 3 vẫn còn được bán nhiều với đủ vị trí ghế, dù vé đã được mở bán từ ngày 22 tháng 3 theo hình thức truyền thống. Khác hẳn so với trước đây, khi người dân phải tranh nhau mới có thể mua được một suất xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Thực ra là mình cũng là người được tặng một đôi vé, nhưng mà mình hơi thất vọng một chút về kết quả của trận đấu vừa rồi, nên là mình cũng không có muốn đi xem cho lắm. Mình ra đây thì để xem là có người nào muốn mua không, nhưng mà ở đây thì chỉ thấy người bán chứ không thấy người mua. Thực ra thì mình cũng là một cổ động viên của đội tuyển Việt Nam ấy, thì bản thân mình cũng thấy rất là buồn khi mà trận đấu vừa rồi thì cái kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên là mình cũng mong muốn rằng là với có những cái sự cổ vũ của cổ động viên thì có lẽ là các chàng trai của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn và có thể là sẽ là thể hiện tốt hơn tại sân nhà khi mà có sự cổ vũ của khán giả của Việt Nam. Thế nên là mình quyết định là mình mua vé để đến Mỹ Đình và cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam trận đấu tốt hơn. Xung quanh trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cổng chính của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không quá khó để bắt gặp hình ảnh phe vé chào mời, nhưng người mua thì lại không thấy đâu. Những có vé này chỉ bán dao động từ khoảng 250.000 đến 800.000 một vé, chênh lệch từ khoảng 50.000 đồng đến 200.000 đồng so với giá vé gốc. Một có vé cho biết do thất vọng trước trận thua của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier nên lượng người hỏi mua vé chưa được nhiều.